Xin chào các khán giả của bản tin bóng đá Việt. V-League 2022 đang chứng kiến hai cuộc đua căng thẳng ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Ở đáy bảng xếp hạng, Sài Gòn FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để giữ chân mình ở lại sân chơi số 1 của bóng đá nước nhà. Sau trận thua kém may mắn trước Thanh Hóa, Sài Gòn FC phải đối diện với một thử thách khó khăn hơn gấp bội là Viettel. Đón tiếp ứng viên cạnh tranh chức vô địch Viettel trên sân nhà, Sài Gòn FC dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã nhập cuộc tốt và tạo nhiều sức ép lên đối thủ. Điều này ít nhiều khiến hàng phòng ngự Viettel lóng ngóng và phạm lỗi với Tấn Tài trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nick Olsen đã thực hiện thành công để mở tỷ số cho Sài Gòn ở phút 13. Mặc dù vậy, niềm vui này cũng kéo dài không lâu khi đến phút 21, Giovane Magno sút phạt đẹp mắt cân bằng tỷ số trận đấu. Trong thời gian còn lại, hai đội tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hòa 1-1 với Viettel, Sài Gòn FC có 16 điểm, tạm thời săn bằng cách biệt về mặt điểm số với Thành phố Hồ Chí Minh xếp áp chót nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Viettel hiện vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng rất có thể sẽ bị vượt qua sau vòng đấu này. Trong một diễn biến khác, trận cầu mang tính chất 6 điểm giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng cũng diễn ra hấp dẫn. Sau chuỗi trận không tốt và rơi dần xuống khu vực đáy bảng, người hâm mộ Hà Tĩnh đang mất dần kiên nhẫn với ban huấn luyện. Dù nỗ lực nhưng đội chủ nhà vẫn thi đấu lép vế so với SHB Đà Nẵng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội bóng sông Hàn mở tỷ số từ phút 27 với cú đánh đầu của ngoại binh người Brazil, Junior. Sang hiệp 2, phải đến khi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tung Phi Sơn, Trọng Đại, Văn Long vào sân, thế trận mới khởi sắc hơn cho đội chủ nhà. Ở phút 84, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Hà Tĩnh được đền đáp khi hậu vệ Chalesio đệm bóng cân bằng tỷ số. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chỉ nhau một điểm ở trận này, Đà Nẵng và Hà Tĩnh đang đứng thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng với lần lượt 18 và 17 điểm. Bên cạnh cuộc đua trụ hạng, hành trình xác định ngôi vương ở mùa giải này cũng đang là sự cạnh tranh gay gắt đến từ những cái tên của khu vực phía Bắc. Câu lạc bộ Hải Phòng đang chứng tỏ mình là ứng viên hàng đầu, có đủ khả năng soán ngôi của Hà Nội khi trình diễn một bộ mặt khá thuyết phục. Vượt qua đối thủ Thanh Hóa, đội bóng Phố Cảng đã có cho mình trận đấu bất bại thứ 8 liên tiếp trong thời gian qua. Hải Phòng vẫn nuôi hy vọng bám đuổi câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Vì thế, đội bóng đất cảng đã chơi đầy nỗ lực trong chuyến hành quân đến sân của Thanh Hóa. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, tiền đạo Romario đã chơi đầy nỗ lực. Chân sút dẫn đầu danh sách vừa phá lưới với 14 pha lập công chính là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của Hải Phòng. Tiếc rằng 45 phút đầu tiên cái duyên ghi bàn lại không đến. Thanh Hóa tỏ ra biết người biết ta khi lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công tương đối hiệu quả. Các cơ hội cũng lần lượt bị bỏ lỡ trong hiệp đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, đội chủ nhà Thanh Hóa mạnh dạn chơi tấn công sắc nét hơn hẳn, nhưng trong lúc hàng công còn chưa ghi bàn thì hàng thủ đội nhà lại mắc lỗi. Phút 76, sai lầm của thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho Romario lập công, đem về bàn thắng cho Hải Phòng. Khoảng thời gian sau đó, Thanh Hóa cố gắng tìm kiếm bàn thắng để san hòa cách biệt, nhưng bất lực trước hàng phòng ngự của đội khách. Chung cuộc, Hải Phòng hạ Thanh Hóa 1-0 trên sân khách để có được 32 điểm và tiếp tục tạo áp lực với đội đầu bảng Hà Nội. Hoàng Gia Lai được thi đấu ở sân nhà ở vòng 19 V-League và đối thủ của họ là Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên Kiatisak có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát với sự trở lại của Văn Thành và Hồng Duy. Đội khách Sông Lam Nghệ An kiểm soát thế trận tốt hơn, những Đình Tiến, Phong Văn Đức đều có những cơ hội khá rõ ràng, nhưng thủ thành Tuấn Linh cùng các hậu vệ của Hoàng Gia Lai đã chưa tập trung. Sau nhiều lần bỏ lỡ, Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng vừa lên dẫn trước. Nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải của Đình Tiến được Olaha đền đáp bằng cú đá nối cần thành, mở tỷ số ở phút 22. Sang hiệp 2, Hoàng Gia Lai tiếp tục dồn lên và những đợt tấn công đã trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Họ liên tiếp có các cơ hội nhưng Văn Hoàng đã chơi xuất sắc. Mặc dù vậy, thủ môn của Sông Lam Nghệ An cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút 62. Minh Vương gỡ hòa cho đội chủ nhà với pha dứt điểm đẳng cấp. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì bất ngờ ở phút 90 sau một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Oseni dứt điểm không quá nguy hiểm nhưng Brandao phá bóng trượt và bóng đi thẳng vào mảnh lưới trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Linh, giúp cho Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu và Hoàng Gia Lai có trận thứ 7 liên tiếp không biết đến mùa chỉ thẳng. Chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân khách một lần nữa khẳng định được tài năng của tân huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Tiến Thành. Nhiệm vụ trụ hạng cùng chiến hạm đỏ đã có khởi đầu như ý với một chiến thắng và đó chính là liều thuốc tinh thần đến không thể đúng lúc hơn để ông thầy 49 tuổi và các học trò tự tin trong hành trình khó khăn còn lại. Đó cũng là một phần lý do để huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tự tin đặt mục tiêu phải có điểm trong chuyến hành quân đến sân của BKMX Bình Dương vào chiều nay. Hành trình trụ hạng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng thuyền trưởng mới Vũ Tiến Thành đã có khởi đầu mỹ mãn.
với thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 18 vừa qua. Đó là thành quả mang đến cú hích mạnh mẽ về mặt tinh thần cho chiến hạm đỏ. Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi hiểu rằng nếu không nhanh chóng khắc phục những lỗ hổng phòng ngự, thì mục tiêu tiếp tục giành điểm trong chuyến hành quân đến sân Bình Dương tới đây sẽ bị đe dọa mạnh mẽ. Ngoài ra, nỗi lo về nhân sự bởi ảnh hưởng từ chấn thương cũng sẽ khiến cho ông Vũ Tiến Thành cảm thấy đau đầu. Samson là trận đấu này là chúng tôi nghĩ là khó khăn rồi, tại vì Samson là bị chấn thương ở trận vừa rồi ngoài Mai Gia Lai. Ata thì tôi cũng không biết là tình trạng như thế nào, thậm chí Brandon Sancho đá trung vệ thì chúng không biết như thế nào, hay là Sầm Ngọc Đức thì chúng tôi phải chờ đến buổi tập ngày mai. Tôi hay dùng từ liệu cơm gấp mắm, thì có những cái cầu thủ mà chúng tôi có thì chúng tôi phải sử dụng. Thì có thể là chúng tôi sẽ sử dụng đe nhồ, nếu không có Ata đe nhồ trong vị trí tiền đạo. Đe nhồ trước đây khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của anh ở Jamaica là anh cũng đá tiền đạo. Dù từng là bại tướng dưới tay của chính BKMX Bình Dương, thời còn dẫn dắt Sài Gòn FC cách đây 2 mùa giải. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lại tỏ ra khá tự tin trước chuyến hành quân, được dự báo là lành ít dữ nhiều đến sân của đội bóng đất thủ. Tôi cho rằng là Bình Dương là một cái đội bóng mà là rất là khó khăn. Ví dụ trên là họ có Tiến Linh rất là nhanh và bây giờ có Edison, tức nghĩa là những cái cầu thủ mà họ chuyên về đá phòng ngự phản công. À, thì tôi nghĩ là tôi biết điểm mạnh của Bình Dương thì chúng tôi sẽ có những cái điểm để khắc phục. Mục tiêu của tôi là một điểm, nhưng mà tôi hay nói nếu mà mục tiêu tôi một điểm thì tôi sẽ có ba điểm, bởi vì thật ra mà nói là nếu đá Bình Dương mà chúng tôi trắng tay thì chúng tôi lại càng tiếp khó khăn, rất là khó khăn. Đó là chúng tôi đến Bình Dương là chúng tôi phải có điểm. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm di chuyển xuống Bình Dương từ sáng hôm qua 14 tháng 10 trước khi có thêm buổi tập vào tối cùng ngày trên sân vận động Bình Dương. Cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay, 15 tháng 10. Tiếp theo là những diễn biến nhộn nhịp đến từ giải hạng 3. Bảng A, dù có sự xuất hiện của đội trẻ Hà Nội, nhưng bất ngờ liên tiếp xảy ra khi vị trí vàng Kon Tum mới là đội dẫn đầu sau lượt trận thứ hai. Cuộc so tài giữa trẻ Công an Nhân dân và vị trí vàng Kon Tum cũng rất được quan tâm. Đội bóng Tây Nguyên chỉ giành được một điểm trước trẻ Sông Lam Nghệ An trong lượt trận ra quân, trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Quang Thành lại thất bại 0-3 trước Phú Yên. Do vậy, một chiến thắng là mục tiêu của hai đội đặt ra để duy trì sự cạnh tranh với các đối thủ khác ở trong cuộc đua bảng A. Cả hai đều quyết tâm nên trận đấu đã diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, câu lạc bộ vị trí vàng Kon Tum vẫn cho thấy sự lấn lướt hơn ở trên sân khi sở hữu lực lượng nồng cốt là những cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai có sự phối hợp rất ăn ý với nhau. Chỉ trong vòng có 45 phút của hiệp 1, vị trí vàng Kon Tum đã vượt lên dẫn trước 3-0 bằng các pha lập công của Minh Tiến phút 11, Sơn La phút 16 và Minh Quang phút 37. Sang hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh tiếp tục duy trì thế trận dồn ép và không gặp nhiều khó khăn để có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau pha dứt điểm của Thanh Nam ở phút 50. Và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Như vậy, vị trí vàng Kon Tum đã vươn lên ngôi đầu bảng nhờ hơn đối thủ cùng điểm Luxury Hạ Long ở chỉ số phụ. Trong khi đó, sau hai trận thua liên tiếp, trẻ Công an Nhân dân buộc phải chấp nhận đứng ở vị trí cuối cùng của bảng A. Giải bóng đá nữ quốc gia 2022 chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của các cô gái than khoáng sản Việt Nam. Đối đầu với một Hà Nội 2 yếu hơn về mọi mặt, các học trò của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã không bỏ lỡ cơ hội để rút ngắn cách biệt với Thành phố Hồ Chí Minh 1 sau 10 vòng. Đây cũng là phần cuối của bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Với việc còn nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch, than khoáng sản Việt Nam chơi quyết tâm và áp đảo cái tên bị đánh giá thấp hơn là Hà Nội 2. Sự chênh lệch về mặt lực lượng được thể hiện trên sân khi than khoáng sản Việt Nam liên tục tấn công. Tuy nhiên, cũng phải bước sang hiệp 2, các cô gái Quảng Ninh mới cụ thể hóa được lợi thế. Phút 61 từ tình huống đá phạt góc của Trúc Hương, Dương Thị Vân băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho than khoáng sản. Trong thời gian còn lại, đội khách tiếp tục tấn công nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào trong một buổi chiều mà hàng công chơi dưới sức. Thắng 1-0 trước Hà Nội 2, than khoáng sản Việt Nam có được 19 điểm và chỉ còn cách cờ đầu của Thành phố Hồ Chí Minh 1 đúng 1 điểm. Cũng ở vòng 10, Hà Nội 1 đã có chiến thắng 1-0 trước Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam cũng thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-0. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.